Là các bạn nhìn này, hôm nay chúng ta sẽ vào cái chương trình, đó là chương trình InDesign. Đây là một trong những cái kỹ năng mà không thể thiếu của dân thiết kế mà trước khi đi làm về bên ngoài. Bởi vì cái InDesign này là một trong những cái nó rất là mạnh về dàn trang. Khi mà em làm những quyển như là catalog, tạp chí, sách báo, catalog menu thì người ta sẽ dùng InDesign, bởi vì InDesign nó sẽ làm được với một số lượng trang rất là nhiều. Và cái tính năng khi mà nó tạo ra những trang chuyên nghiệp thì cái này nó nằm ở đây hết các bạn nhớ. Thì có những cái bạn mà bạn bảo là ui em thấy Inux cũng khá là giống cái này mà. Đúng rồi. Nhưng mà em nhớ một điều rằng để muốn chuyên nghiệp thì cái này nó làm chuyên nghiệp hơn về những cái vừa rồi mà mình chia sẻ. Ví dụ em làm tạp chí và catalog thì em nên dùng cái này thì nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Và phần thứ hai nó để làm các template thì cái này làm xuất sắc. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Ok, vậy thì công việc đầu tiên là chúng ta sẽ ghi là tạo khổ giấy. Các bạn ghi đi cách tạo khổ giấy. Nào. Tạo khổ giấy. Hôm nay các bạn học xong. Hôm nay học xong nhá. Là về sẽ inbox mình nha, nhớ nhá, tối hôm nay về nhà phải inbox. Từ giờ thì mình sẽ không up vào cái nhóm ấy nữa về cái phần InDesign này. Là những bạn nào đi học thì mình mới gửi bài thôi, cũng không nên là gửi tràn lan xong mọi người cứ nghĩ là có bài rồi thì cứ thế mà nghỉ là không lên, như vậy nó sẽ không hay lắm. Ok, nhìn này. Vậy thì sau khi mà đã có được cái biểu tượng có cái file này thì em nhìn thấy ở đây trong cái thiết kế của InDesign nó có mấy cái trường hợp phục vụ. Thứ nhất là em làm về in ấn, loại thứ hai làm về web và loại thứ ba là mobile. Thì thường chúng ta sẽ dùng cho việc in ấn nhé. Ok, chọn in ấn. Ghi đi, chọn in ấn. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái number page. Cái number page này chính là cái số trang. Nó giống như trên Inux ấy, nó cũng có số trang cho em. Thì cái này nó cũng có số trang, nhưng được cái là thiết kế cái này nó nhẹ hơn. Nếu em thiết kế standy thì em nên thiết kế bằng cái này. Thiết kế standy cái này rất là ok, bởi vì sao nó rất là nhanh. Thay ảnh nhanh. Em thấy thay trong Inux vất vả không? Thay Inux vất vả đúng không? Thì cái này nó nhanh nhiều. Ok, tiếp theo. Thì đây là cái page, được chưa ạ? Cái page là có nghĩa là có bao nhiêu cái page đấy, có bao nhiêu cái khổ giấy để mình. Ví dụ mình thiết kế cái tạp chí nó có khoảng 25 trang thì chính là cái này là số trang đấy ạ. Có 25 trang, 26 trang, 27 trang người ta dùng cái này, number page, được chưa? Tiếp theo start of page là có nghĩa là em bắt đầu từ trang 1. Bắt đầu từ trang 1. Nhưng có những cái quyển sách hoặc là tạp chí đấy người ta đang làm từ trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nhưng người ta bảo là ok, vậy trang số 9 thì chèn, tôi muốn chèn một cái trang mới vào 9 10 11 12 13. Hoặc là tôi đang làm trang 10, mà người ta bảo là không, phải làm trang 11 12 13 14 15 16. Thì cái này nó chính là số trang mà chúng ta sẵn lựa chọn đó. Có nghĩa là chúng ta đã được quyền làm thêm để ghép mà trở thành một cái bộ hoặc là một cái quyển. Thì các bạn sẽ ghi cho tôi là start up page là cái phần là làm thêm. Làm thêm cái trang đó. Có nghĩa là đầu tiên một quyển em có khoảng 15 trang, nhưng em muốn là làm thêm 2 trang nữa hoặc 3 trang nữa, trong khi đó là cái file PDF đã đóng rồi, file PDF đã đóng gói rồi. Thì bây giờ chúng ta làm thêm một cách nào thì chúng ta có thể tạo thêm cái trang này chỉ là từ trang 15, 16, 17 thôi. Thì cái này nó sẽ quy định cho các bạn điều đó. Ok, xong phần này chưa? Ghi kỹ phần đấy chưa? Tiếp theo nhá. Ở đây nó sẽ có một cái phần là passing page này là giá trị là trang đôi. Đây là trang đôi, có nghĩa là em nhìn cái quyển này chưa, chúng ta muốn thiết kế trang đôi thì nó chính là 1 2 3 4 5 6 7 8 đấy. Còn nếu em không thích vào đây thì nó sẽ là trang đơn đấy. Em thích nha, em bỏ cái này đi, nó sẽ là trang đơn này. Thích vào đây em gái thì nó chỉ có một trang thôi, em nhìn chỉ có một trang này. Nhưng mà em thiết kế trang đôi ra sao thì bây giờ tôi sẽ ví dụ cho bạn trước đã để bạn hình dung nhá. Đầu tiên bỏ qua được chưa, bỏ qua chưa. Tôi sẽ tạo ra khoảng 6 trang, 5 trang này nhá, được chưa? Nào mọi người nhìn để ý màn hình nhá. Sau khi chúng ta chọn bỏ cái giá trị đó là passing page thì chúng ta chọn 5 trang và chúng ta ấn ok. Được không ạ? Thì có phải tạo ra khổ giấy không ạ? Thì khi khổ giấy là xong ấn vào căn chân trừ thì ở đây nó sẽ có 1 2 3 4. Đây là trang đơn, nó chỉ có một trang thôi. Trang đôi nó phải xếp vào gần nhau thì người ta thiết kế menu hay là thiết kế tạp chí hay thiết kế gì đó, người ta thiết kế trang đôi thì nó mới chuyên nghiệp.
hiểu cái này trang đơn như đã rồi nhá. Tiếp theo tắt đi, chúng ta lại làm lại Ctrl N. Thì em nhìn này, đây là trang đôi, nhìn trang đôi chưa? Chúng ta cũng chọn khoảng 5-6 trang. Ok, tôi chọn 5 trang, được chưa? Và tôi ấn ok cho bạn xem nhé, ấn ok. Em nhìn này, lúc này ấn vào Ctrl trừ, em thấy nhá, 1, 2, 3, 4 chưa? Và ngay lập tức cái trang 1 của chúng ta nó sẽ được gọi là riêng của một mình nó thôi. Còn trang 2, trang 3, trang 4, trang 5 thì lại được xếp với nhau. Tại sao lại trang 1 lại được xếp riêng? Bởi vì trang 1 chính là trang bìa. Em hiểu cái này chưa? Trang 1 là trang bìa. Có đi. Trang 1 là trang bìa nhá. Trang 2, trang 3, trang 4, trang 5, trang 6, trang 7, trang 8, trang 9, trang 10. Và nó cứ làm như này đến tận cuối cùng. Ok, hiểu phần này chưa đã? Rồi tiếp theo chúng ta tắt đi. Bây giờ để giải thích xong vào đấy rồi đúng không? Chúng ta lại tiếp tục. Nhìn này, vậy thì hiểu cái đoạn này chưa đã? Rồi nhá, tiếp theo cái primary text frame. Đây là cái giá trị là chúng ta sẽ đưa một file Word vào cho toàn bộ cái file thiết kế của chúng ta. Ví dụ khách hàng người ta cung cấp cho mình một cái file text khoảng 25 trang trên text trên Word, thì chúng ta làm là dàn một phát là được 25 trang ở trên InDesign. Thì đây là giá trị đổ text, có nghĩa là chuyển hết toàn bộ text vào toàn bộ 25 trang của chúng ta, mà trong khi đó chúng ta chưa cần phải tạo ra khổ giấy nào cái gì cả. Em nhìn lên, chúng ta chỉ cần để một trang nhé, nhìn chưa? Nhưng cái này có tính năng đó là chèn toàn bộ hệ thống text từ file Word chuyển sang, với số lượng trang bao nhiêu sẽ làm được bấy nhiêu. Và khi mà em chuyển sang rồi, nó nằm trong cái khung thiết kế rồi, thì em chỉ việc chèn ảnh, chèn text vào nó xong thôi, xong tạp chí rồi, làm báo, làm sách báo, người ta sẽ làm cái này. Ok, ghi kỹ nhá, đoạn này này, để ý này. Đầu tiên thì mình sẽ không để cái này được không ạ? Để mình ví dụ cho bạn biết là làm thế nào để nó có sự khác biệt không ạ? Ok, thì mình cho bạn xem nhá. Thì có phải các bạn có nhìn thấy ở đây nó sẽ có một trang không ạ? Mình sẽ làm nó khoảng 3-4 trang cho dễ. Hay tạo khổ giấy. Và chúng ta gọi là trang đôi thôi. Ok, chúng ta sẽ chọn vào số này là số 6 trang. Nhìn số 6 chưa? Chúng ta ấn vào ok. Đây ạ. Nó có 6 trang chưa ạ? Rồi nhá, bây giờ tiếp theo này. Chúng ta muốn đưa text vào một file InDesign, chúng ta dùng lệnh là Ctrl D. Các bạn nhìn đi, Ctrl D chính là đưa nội dung, đưa đối tượng, đưa hình ảnh, đưa text vào trong file thiết kế InDesign. Có nghĩa là chúng ta chưa đi qua khổ giấy đâu, mới chỉ giải thích những đoạn đấy thôi. Nhưng đây là một trong tính năng nếu dân làm sách thì chắc chắn phải nhớ, bởi vì cái này cực kỳ quan trọng. Nào được chưa? Mọi người ghi xong thì để ý màn hình nhá. Để khi mà mình ghi như thế nó có đúng không? Ghi như thế mình không hiểu không? Được chưa? Nào Ctrl D. Chúng ta chọn vào object và chúng ta sẽ thực hiện những cái lệnh như sau. Edit. Ok. Chúng ta dùng lệnh Ctrl D nhá. Nhìn thấy Ctrl D chưa? Paste vào. Được chưa? Rồi ấn nhá. Nhà các bạn nhìn này. Khi tuấn xong thì ở đây nó sẽ cái này nó được cái nó rất thích hơn là cái thằng inut này. Em phải bật cái file Word lên, em can chân C xong mới sang đây em paste vào đúng không? Không, thằng em nó chơi trò như này này. Em sẽ chọn vào một cái ổ e. Em sẽ chọn một cái file thiết kế như này. Em nhìn thấy file này không ạ? Ok, nhìn thấy file này không ạ? Ok, và tôi ấn open thôi. Thì ngay tức open xong phát ra nó sẽ tự ra file và em sẽ chọn cho nó một cái biểu tượng luôn. Đây ạ. Nhìn nhá. Các bạn nhìn thấy chưa? Nó không cần phải là Ctrl C đâu mà nó lấy thẳng trực tiếp file Word kéo vào. Và với giá trị mà trên InDesign có tính năng rất hay đó là em nhìn thấy chỗ vị trí góc này chưa? Đây là cái vùng an toàn, không phải tích lung tung đâu, em chỉ cần chọn vào góc này em tích này. Ok. Thì cái file text của chúng ta nó sẽ dàn đúng bằng cái khung này. Nó sẽ dàn trong cái khung đúng bằng cái khung luôn. Và khi em tích vào thì em có thấy là nó chỉ có một trang này không ạ? Nó không dàn được tất cả các trang còn lại không ạ? Hiểu chưa đã? Vậy thì cái tính năng kia nó có tính năng là khi tôi chọn nó và nó dàn toàn bộ tất cả trang. Ví dụ file Word có 30 trang thì nó sẽ dàn bấy nhiêu trang cho em luôn. Em không cần phải tính là số trang là bao nhiêu. Còn công việc còn lại của em chỉ là gì? Chèn ảnh và chèn text làm sao cho cái file thiết kế em đẹp nhất thôi. Hiểu cái này chưa đã? Ok, bắt đầu làm nhá. Tiếp theo giải thích cái phần đầu tiên là không có rồi nhá. Nhìn thấy cái giải thích cái phần là không tích vào đây chưa? Rồi bây giờ tích vào đây. Bây giờ tích vào đây nó chỉ khác nhau mỗi cái này thôi. Tôi sẽ để một trang được chưa? Nhìn số 1 chưa? Tôi còn không quan tâm đến số là tôi nào bằng trang nhá.
Ok, nhìn này. Vậy thì sau khi mà tôi chọn xong như này nhá, bạn nhìn này, tôi có một trang thôi. Thấy chưa? Đồng ý không ạ? Bây giờ tôi có một cái khách hàng người ta gửi cho tôi khoảng 2 năm trang Firewood đúng không ạ? Vậy thì khi mà tôi dùng cái tính năng vừa rồi đấy, Primati mà đó, thì khi mà tôi tích vào phát, tôi chọn tích vào phát thì nó sẽ đổ luôn và tự InDesign sẽ tự nhân bản ra các trang cho tôi luôn và tích nó sẽ tự đổ vào. Đấy, nó là sự khác nhau là khi em làm quyển sách nó có 100 trang mà em ngồi em gõ lại ở tạo trang mới, đưa một cái tích vào thì đến bao giờ mới xong, đúng không ạ? Nhìn này, chọn vào file và chúng ta sẽ chọn vào công cụ là Ctrl D. Lúc này chúng ta sẽ chọn vào đây đúng không? Ok, em thấy chưa? Pick from. Ok, nhìn này, tích vào đây nha. Được chưa? Thì em nhìn này. Được rồi. Em nhìn thấy tự nhiên số trang của chúng ta sẽ là 3 trang nha. Bởi vì file thiết kế chúng ta là có 3 trang. Hiểu phần này chưa đã? Rồi, ghi phần đó lại nhỉ. Ghi lại thôi. Ok, đây nhá. Thì bây giờ mình đã giải thích đến đâu rồi ạ? Có phải đến đây không ạ? Ok, ghi vào đây. Primary text frame chính là giá trị là khi tích vào. Khi tích vào, bạn có thể chọn một file Word và dán vào chương trình InDesign. Với điều kiện là file text có bao nhiêu trang thì bên InDesign sẽ tự sinh ra số trang tương ứng để thích hợp với cái file đó. Đó. Thì em yên tâm là sau này em có thấy là trong mà mình làm quyển menu không? Người ta có bao nhiêu trang em quét một mắt là sẽ được, và cuối cùng em chỉ việc là dàn nó ok thôi. Tại vì nó cái này sinh ra dàn trang nên nó cái gì nó chả chuyên nghiệp hơn, đúng không? Xong chưa? Ghi được cái đoạn đấy chưa? Hôm nay không mang máy à? Bán chưa? Ok. Vậy các bạn nhìn này, lúc này tôi sẽ có 5 trang. Được chưa? Tôi ví dụ tôi bỏ qua cái này nha. Được rồi, nói tính năng này rồi đúng không? Bây giờ tiếp theo, chúng ta chọn vào page size là giá trị kích thước. Các bạn ghi đi, kích thước của cái khổ giấy của chúng ta là bao nhiêu thì chúng ta chọn vào đây. Page size là giá trị khổ giấy kích thước. Xong chưa? Nào, sổ xuống. Các bạn có nhìn thấy A4, A5 và A3. B5 rồi. Nhìn chưa? Khôi nó cài Office cho em chưa? 365. Ok, thế chọn rồi. A4 chưa? Nhìn này, sau khi bạn chọn A4 xong thì ở đây nó sẽ có kích thước là một chiều là 21 và một chiều là 29.7. Hà có kích thước cm không? Em có kích thước cm không đã? Em có InDesign không đã? Đó, ai có InDesign? À, ok, em bật kích thước chưa? tự nhiên tại sao mà hỏi đấy? Không có cm đúng không? Đấy, ok, bình tĩnh nha. Rồi ok, chọn A4 chưa? Đấy, tại sao phải hỏi em biết ngay là có bật cái máy hay không đấy. Thấy chưa? Rồi, chuyển sang nhìn này. Chúng ta chọn A4 thì ở đây nó khổ giấy nằm ngang và nằm dọc. Anh nhìn nó khổ giấy nằm ngang và dọc chưa? Rồi nha. Rồi tiếp theo, ở đây nó vùng column. Column chính là số cột trong thiết kế. Đây là một phần cực kỳ chuyên nghiệp, có nghĩa là khi thiết kế là bạn phải tạo ra 12 cột. Nó giống như website đấy em. Nó chia ra 12 cột thì khi mà em làm thiết kế thì em sẽ kéo cái ảnh nó bằng 8 cột thì nó là tỷ lệ vàng, hoặc là 4 cột là tỷ lệ vàng đấy. Đặt một cái text mà chỉ bằng 8 cột thôi thì cực kỳ chuyên nghiệp, nó sẽ đặt ở tỷ lệ vàng trong thiết kế của cả cái khổ giấy A4 đấy. À, thằng này sinh ra nó đã chuyên nghiệp rồi, nên là khi thiết kế bạn muốn chuyên nghiệp thì bạn cứ theo thằng này bạn chơi là dàn trang sẽ ngon nha. Nhưng tất nhiên hiệu ứng thì tôi phải lấy từ Photoshop để nút rồi, đồng ý không ạ? Ok, đây là số cột nhá. Nhìn số cột chưa? Em có đồng ý với tôi là khi tôi thiết kế tôi ấn vào đây tôi có phải là chia đôi không? Nhìn chia đôi chưa? Tôi ấn vào đây có phải là chia ba không ạ? Thì em có thấy là nếu chia ba thì có phải nếu tôi vẽ cái ảnh thì bằng 2/3 cái này thì có phải tỷ lệ vàng không, hoặc bằng 1/3 tỷ lệ vàng không? Đấy, nó chuyên nghiệp ở chỗ này này, chia cột sẵn ra và chỉ việc làm thôi. Được chưa? Ok, chúng ta chia cột nhá. Và người ta sẽ có những cái cột như sau là 3. Cột thứ hai là cột 6, thứ ba 12, 16 và 24. Đấy, chúng ta có thể chia những cột như vậy. Nhưng thường thường đối với nước ngoài thì người ta sẽ dùng 12 cột. Nhìn chưa? 12 cột. Và mỗi một cột đó người ta sẽ có khoảng cách đó là 0,423.
Tại sao lại có cái này thì tôi là cho bạn biết là một chương trình mà người ta chuyên nghiệp đấy, người ta sinh ra cái phần nào nó đã là khiến cho các bạn làm tốt phần đấy. Đó là cái này nó xét trên cấp độ về cái giá trị về cách nhìn, và thứ hai là kinh nghiệm của cái người đã sử dụng cái chương trình này rồi. Hiểu cái này chưa? Nó và nó tự mặc định cho bạn một cái giá trị cực kỳ chuyên nghiệp. 0.423. Được chưa? Hiểu cái phần này chưa? Em có nhìn thấy khẩu giấy tôi chia 12 gold không ạ? Ok, tiếp theo vùng margin. Các bạn có nhớ cái bài mà hồi xưa tôi dàn trang cho các bạn cái trên Inux không ạ? Tôi phải vẽ một cái ô xong tôi được ghi là 1.27 cm, xong rồi cái này ô 1.27 thì cái này không, nó chuyên nghiệp sẵn này. Vùng margin chính là vùng an toàn. Vùng an toàn có nghĩa gì? Từ mép đến nội dung của đối tượng nó sẽ là 1.27, từ đây đến đây 1.27, từ đây đến 1.27 và từ đây đến đây 1.27 cm, thì cái vùng margin nó đã tự mặc định cho chúng ta một cái tốt rồi. Đấy là các bạn bảo nói, ôi thế vậy cái 1.27 đâu? Thực ra tôi đang lấy được một giá trị chuyên nghiệp của một phần mềm nói cho các bạn rồi. Các bạn hiểu cái này chưa? 1.27 cm chính là giá trị vùng an toàn của thiết kế. Ghi đoạn đó lại hợp lại. Còn cái vùng blitz này, em dùng blitz này chính là vùng bù xén em. Cái vùng bù xén mà trên cái khổ giấy em chúng ta hay làm ấy, nhưng mà trong phần này tôi không cần lắm, tôi chỉ cần để nhẹ thôi cho các bạn nhá. Nào, ok, tiếp theo chưa? Đây ạ, chúng ta nhấn mạnh lại nhá. Nào, nhìn này. Trong quá trình khi mà chúng ta tạo khổ giấy, các bạn lưu ý cho tôi đầu tiên đó là chọn về in ấn. Được chưa? Phần thứ hai, bạn sẽ chọn cho tôi là số trang. Và nó bắt đầu từ trang mấy? Đây là giá trị khi tích vào thì nó là trang đôi, còn buông ra thì là trang đơn. Tích vào đây là giá trị mà chúng ta đổ tích vào trong file thiết kế của InDesign. Ví dụ file tích của bạn có 25 trang thì khi bạn paste cái tích vào đây thì tự nhiên InDesign sẽ sinh ra 25 trang để phù hợp với file word của bạn. Hiểu cái này chưa đã? Rồi, tiếp theo xuống dưới nữa, ở đây chúng ta sẽ có page size. Page size là giá trị mà khổ giấy chúng ta đang chọn. Nhìn khổ giấy đang chọn chưa? Rồi, thì chúng ta có thể lựa chọn khổ giấy nằm ngang hay nằm dọc tùy các bạn. Đây, ấn lên nằm ngang dọc chưa? A4 một chiều 21 một chiều là 29.7. Xong phần này chưa đã? Rồi, chốt lại chúng ta sẽ có phần column. Column chính là số cột trong thiết kế. Tất cả những cái sản phẩm sau này bạn thiết kế tờ rơi, kẹp file, thiết kế một cái banner, em cũng nên chia 12 cột. Em biết cái fan tech chúng ta thiết kế không ạ? Chúng ta nên chia 12 cột. Và yên tâm một điều rằng 12 cột đấy, bạn muốn cái chữ của bạn đặt tỉ lệ vàng thì bạn hãy đặt cho tôi là giá trị là 4 cột. Hiểu cái này chưa đã? 8 cột, 6 cột. 6 cột là bằng một nửa đấy em nhá. Nhưng tỉ lệ vàng thì thường nó sẽ có là 4, 8 là chuẩn. Đây, tí tôi tập cho bạn thử xem cái được không? Đây, xong cái này chưa? Rồi, khoảng cách của nó là 0.42. Đoạn này trong phần Inux cũng có tính chia cột, đó là vẽ một cái ô vuông ra. Em chọn vào Path, em chọn vào Snip Intro. Đúng không? Còn nhớ cái đó không ạ? Thì tuy rằng cái này không có đúng không ạ? Cái Inux thì chúng ta không có, nhưng mà chúng ta có tính năng chia một cái hình vuông mà. Và chúng ta dựa vào đấy để thiết kế một cách chuyên nghiệp hơn và đẹp hơn là nó như vậy đấy. Tất cả bọn nước ngoài gần như nó làm thiết kế cái này cực kỳ chuẩn chỉnh. Tiếp theo, vùng margin là vùng an toàn, đó là khoảng cách từ mép giấy đến khổ giấy của chúng ta, từ mép giấy này đến cái vị trí an toàn của nội dung này. Nội dung nó sẽ nằm trong vùng màu tím này này. Nhìn thấy vùng màu tím này chưa? Rồi, tiếp theo nó sẽ ký hiệu là 1.27 cm. Trong phần này tôi khuyên các bạn một câu rằng nếu bạn làm menu có gáy xoắn, em biết menu gáy xoắn không ạ? Thì cách chỗ mà từ đây này, ví dụ cái mép này từ bên này nha, đóng gáy xoắn thì có phải đóng đều không? Thì cái trang đầu tiên nó trang này đúng không? Thì chỗ này là từ đây đến đây là không phải 1.27 nữa, mà là từ đây đến đây nó phải là 2.27 cm, bởi vì nó phải trừ đi một phân để nó dành cho bấm gáy xoắn. Em hiểu cái phần này không ạ? Vậy thì lúc này chúng ta phải lựa này, em nhìn này, ở đây nó sẽ có một top là trên, button ở phía dưới, in. Đây, em nhìn này, vậy tôi gõ vào đây cho bạn ra số 2 nhá. Được chưa? Số 2 này đúng không ạ? Rồi, tích xuống dưới này. Em nhìn thấy từ đây đến đây là 2 đúng không? 2.27 đúng không? Ok, vậy thì chuẩn rồi, nhưng mà dưới nó vẫn là 1.27 đúng không em? Đây ạ, đây là cái quyền mà chúng ta cần phải làm nếu mà nó là gáy xoắn ạ. Em hiểu cái phần gáy xoắn không ạ? Thì thường thường là sau này chúng ta phục vụ InDesign là phục vụ cho sách báo, tạp chí, menu, catalog. Về muốn làm chuyên nghiệp phải làm như này đấy. Hiểu cái này chưa đã?
Và cái thằng này đã mặc định cho, có nghĩa là thằng này là khi vào ấy không phải em phải làm nhiều thứ đâu, em phải cài đặt nó trước đã, từ khổ giấy phải rất chuyên nghiệp đã, cái kích thước là sao nó phải rất chuyên nghiệp đã. Rồi ok, xong chưa? Ok nhá, xong khổ giấy chưa đã, tích nhá. Rồi rồi bây giờ các bạn có thấy rằng ở đây tôi đã có khổ giấy chưa? Thì trong phần khổ giấy này thì các bạn nhìn này, đây là cái giao diện mà tôi thấy rằng là rất khó dùng. Bạn có một trang giống tôi không? Thì này, ở đây các bạn có nhìn thấy chữ Start không ạ? Có nhìn chỗ này không? Thì các bạn sổ xuống, bạn chọn vào đây. À, đây là giá trị giao diện cơ bản. À, và khi sau khi em chọn vào đây thì giao diện cơ bản thì có phải nó sẽ có những cái biểu tượng này cho em không ạ? Nhìn chưa? Rồi, giao diện cơ bản rồi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp theo này. Em có nhìn cái thước này không ạ? À, đôi lúc khi chúng ta vẽ cái thước thì nó hơi bị khó chịu, và cái kích thước của cái giao diện chúng ta bị chật. Thì chúng ta có thể ấn vào biểu tượng đó là Ctrl R. Ctrl R chính là tắt thước, giống như tất cả biểu tượng bên nào cũng có, bên Photoshop cũng có. Nên là bộ khi mà em học đến Inut em tốt rồi thì em chuyển sang đấy nó rất là nhàn. Lệnh nó dùng giống như Inut nhưng mỗi tội nó chuyên nghiệp hơn thôi. Nhưng hiệu ứng thì lại thua xa bên Inut. Vậy thì có nhiều người đặt câu hỏi bảo vậy thì cho em hỏi tí nào, vậy thì em muốn làm hiệu ứng này có được không? Thì rất là chúc mừng các em là chúng ta có thể lấy trực tiếp từ file Inut chuyển sang. Ví dụ em dùng một cái hình mà chuyển từ hình công cụ Blend ấy, chuyển từ nét này chuyển sang nét khác ấy, thì có thể là dùng Ctrl C xong bên sang bên này Ctrl V là nhận. Nó được cái như vậy cơ. Hoặc là em có thể làm, em biết cái lệnh Ctrl D vừa rồi mình đưa chữ vào không ạ? Em có thể Ctrl D cả file thiết kế Inut chuyển một phát sang đây, miễn sao hai file nó bằng kích thước của nhau. Ví dụ tôi thiết kế một cái trang bìa trên Inut nó làm rất đẹp, rất chuyên nghiệp, ok tôi có thể lấy được sang được không? Lấy được chưa ạ? Được không ạ? Xong phần này chưa đã? Hiểu phần khổ giấy chưa đã? Rồi bây giờ đặt tên câu hỏi phần thứ hai đó là gì? À, thầy ơi, em thấy rằng vừa rồi thầy có thể chọn cm mà em không chọn cm được. Đúng không ạ? Ok, vậy thì các bạn ghi đi cách định vị hay là cách cài đặt kích thước của InDesign như sau. Phần mềm này làm rất là nhanh. Nếu mà nói về tốc độ thì nó còn nhanh hơn Corel, nhưng mà ông Corel vẫn đứng được số 1, đó là về mặt kích thước. Có nghĩa là ông mới làm kích thước đứng số 1, sau đó đến ông InDesign, sau đó đến ông Photoshop và Inut là đứng thứ 3. Có 3 ông đấy, được chưa? Thì Corel là kích thước nào hoành tráng nhất, em làm vài chục mét, ok. Loại thứ hai là em sẽ làm InDesign. InDesign có thể làm nhanh và có thể chơi được số mét cũng tương ứng. Nhưng loại thứ ba đó là Photoshop và Inut, được chưa? Chia như thế cho mọi người sau này khi gặp một trường hợp bảo em làm nhận diện thương hiệu, nó bảo em thiết kế một cái backdrop cho anh, thì ok, chúng ta phải biết cách là chúng ta phải chuyển sang Corel như thế này. Hiểu cái này chưa? Nhưng chuyển sang Corel làm hay là chuyển sang Photoshop làm hay chuyển sang bất cứ cái gì làm thì cũng vẫn phải là bố cục và tech. Có đúng không ạ? Chính xác chưa? Thế em có thấy là những cái hơi hướng bài của Corel của mình ấy, nó có giống Inut không? Nó có giống Photoshop không? Bởi vì em làm được điều đó, có nghĩa là em giải quyết được trên tất cả các phần mềm đều giống nhau được. Đúng không ạ? Nào, sang đây. Nhìn nhá, Ctrl R. Rồi, ok. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ có một cái lệnh như sau, đó là Ctrl trừ. À quên mất, chúng ta sẽ cài đặt đã. Nào các bạn đi cài đặt, bước 1 chọn là Edit. Bước 1 chọn là Edit. Bước 2 chọn vào biểu tượng Pre. Em nhìn cái này chưa? Sau đó chúng ta chọn vào biểu tượng đó là phần Unit. À, sau khi mà chọn vào đây xong thì nó sẽ xuất hiện ra một cái bảng cho các bạn và cài đặt cái kích thước của nó. Cái này rất là quan trọng, bởi vì nên các bạn ghi kỹ cho tôi nhá. À, xong phần ngày hôm nay thì tất cả những người ngồi đây sẽ tối về inbox tôi, và tôi sẽ gửi một cái gọi là một cái nhóm về học Corel online để mọi người vào định hình lại, bởi vì trên đấy tôi dạy rất là chuẩn chỉnh, tôi dạy đi theo đúng từng lộ trình, bởi vì là cái thời gian vừa rồi chúng ta bị chập choạng cái chuyện là giờ giấc lung tung quá, nên mọi người nên định vị lại một tí, bởi vì trong cái phần đấy tôi dạy kỹ rồi, các bạn chỉ vào theo đúng như lộ trình thế nào, ok. Nhìn chưa? Rồi, ok, ấn vào đây một cái. Thì các bạn nhìn nhá, ở đây nó sẽ có một cái phần Horizon và Vertical, thì chúng ta sổ xuống, chúng ta chọn vào Centimet.
thì nó mới ra. Đấy, nó lòng hoàng hơn tí là so với cái khác này. Ok, rồi tiếp theo chúng ta chọn vào vertical cũng là cm thì chúng ta có hai kích thước. Được chưa? Cm cả hai chưa? Ok nhá. Thấy được rồi đấy. Em kiểm tra lại xem có đúng không? Thử tạo khổ giấy mới xem được không? Tạo container này, container này, file này, container này. Có thấy cm chưa? Chưa, chưa ấn được. Ê, xong chưa? Hai đứa có phần mềm. Em có cm chưa? Chưa. Là sao? Em định vị là cái này chưa? Em định vị là cái này chưa? Ồ, chưa thì làm xong ra được. Đây nha. Chúng ta ghi kỹ nha, đây mới chỉ là chuẩn bị thôi. Thấy chưa? Chọn được đơn vị chưa đã? Rồi, bây giờ tạo khổ giấy mới đi. Chọn vào file. Chọn vào file. Chọn vào new, chọn vào container. Được chưa? Ok, container xong thì em sẽ thấy này, em chọn vào netter, em chọn vào A4. Có A4 chưa? Có cm không? Ồ, vui nhỉ. Rồi, vậy thì sau khi mà đã làm xong thì chúng ta sẽ có lệnh là control trừ. Control trừ là thu nhỏ và control cộng là phóng to. Control số 0 là trở về định dạng màn hình ban đầu. Được không ạ? Control cộng, control trừ và control số 0. Tiếp theo nữa, bây giờ chúng ta sẽ có một cái này là trong quá trình khi chúng ta làm thì khách hàng có thể góp ý chúng ta là bảo là anh ơi, cái trang số 9 của anh là nó cần phải sửa lại một cái. Thì chúng ta chọn trang số 9 bằng kiểu gì? Thì bây giờ tôi ví dụ cho bạn nhá. Nhìn này. Nào, lúc này chúng ta vẽ một cái hình. Tôi sẽ chọn một cái màu, được không ạ? Ok, một cái màu chỗ này là trang 1 nhá. Tôi sẽ kéo xuống phần thứ hai, dùng phím cách kéo, nhìn phím cách kéo chưa? Ok, tôi sẽ vẽ một hình tiếp theo thứ hai là to hơn. Ok, tôi sẽ chọn một cái màu khác biệt. Ok, cái này tôi sẽ kéo này một tí, tôi sẽ chọn một cái màu. Ok, rồi màu hồng. Tôi kéo đây một tí nữa, tôi sẽ chọn màu đỏ. Rồi, tiếp theo tôi sẽ chọn một cái màu nhỏ nhỏ hơn. Thì các bạn có thấy là tôi đã chọn hết được tất cả các dạng màu rồi đúng không? Nhìn này chưa? Nhưng lúc này khách hàng người ta bảo là anh ơi, cái trang số 9 của anh mà trong khi đó có 25 trang. Trang số 9 của anh cần phải sửa lại cái chỗ này chỗ kia đúng không? Thì người ta sẽ có một cách là đi đến cái trang đó bằng cách nhanh nhất. Có nghĩa là mình đến cái trang đó nhanh nhất bằng kiểu gì? Được không ạ? Là các bạn ghi đi, cách chọn trang. Cách chọn trang. Ghi đi, cách chọn trang. Cách chọn đi đến số trang đó một cách nhanh nhất chúng ta làm như sau, được không ạ? Nào, cách đi đến cái số trang nhanh nhất thì chúng ta ấn vào lệnh đó là Ctrl Z. Ghi đi, Ctrl Z chính là cách đi đến số trang một cách nhanh nhất, được không ạ? Ctrl Z. Ok. Bây giờ chúng ta muốn đi đến cái trang số 1, số 2 thì các bạn có nhìn thấy ở đây tôi sẽ có trang số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 không? Thì các bạn có thấy là trang số 5 là màu vàng không ạ? Nhìn màu vàng chưa? Bây giờ tôi muốn đi đến cái trang số 5 để tôi sửa một cách nhanh nhất, ví dụ trong khi đó tôi đang ở trang 1 chẳng hạn, thì chúng ta có thể ấn vào Ctrl Z. Nhìn Ctrl Z chưa? Thì nó sẽ xuất hiện ra một cái bảng có nghĩa là go to page, có nghĩa là em sẽ chạy đến cái trang nào thì em gõ vào trang đó cho tôi thôi. Ví dụ trang số này là trang số 5, tôi ấn này, nhìn số 5 chưa? Ấn enter này. Đến trang số 5. Em có thấy là nó sẽ chuyên nghiệp hơn bằng cách là em ngồi kéo 25 trang chắc cũng hơn mệt. Có đúng không ạ? Ok, vậy thì cái này là sự chuyên nghiệp đầu tiên, được chưa? À, phần thứ hai. Phần thứ hai các bạn nhìn này. Hôm nay chúng ta sẽ mượn một cái công cụ để chúng ta nói về cái phần thiết kế của chúng ta đây ạ. Để muốn thiết kế một cái bất cứ một cái hình nào đó thì các bạn để ý nhá, ở đây nó có 12 cột, nhìn thấy 12 cột chưa? Thì cái giá trị 8 cột nhá, giá trị 8 cột
Đây 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 của đây nó nằm ở đây ạ. Thì giá trị đây là tỷ lệ vàng. Vậy thì em muốn đưa một cái hình ảnh vào thì việc đầu tiên em phải có khung đúng không em? Ok, vậy chúng ta sẽ mượn một công cụ như sau, đó là công cụ vế rectangle tool, là công cụ M. Các bạn ghi đi, hôm nay chúng ta sẽ mượn công cụ M để có thể đưa hình ảnh vào trong bản thiết kế của chúng ta như sau. Nào, rectangle tool là hình gì ạ? Là hình gì ạ? Là hình chữ nhật và hình vuông đúng không ạ? Ok, các bạn nhìn này. Lúc này tôi sẽ dùng một cái hình vuông mà tôi vẽ cho các bạn xem bằng cách tôi cầm và tôi kéo một phát vào đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Tôi sẽ chọn vào đây, đây là vị trí số 8 này. Bạn thiết kế tạp chí mà bạn thiết kế một cái hình bạn vẽ ra như này là ok. Hiểu cái này chưa? Và sau khi vẽ xong bạn có thể được quyền chọn cho nó cái màu được không ạ? Vẽ xong phải chọn màu để mình biết là chỗ đấy là chỗ nào đúng không ạ? Ok. Thì bạn ghi đi cách đổ màu trong InDesign như sau. Cách đổ màu trong InDesign. Cách đổ màu trong InDesign. Xong chưa? Chúng ta dùng lệnh như sau, đó là F5. F5. F5 nó ra cái bảng màu không? Nhưng mỗi tội cái này dùng màu khó nhất thì là dùng màu trên InDesign. Bởi vì nó có nhiều màu không em? Ít màu không ạ? Tôi chọn tạm mấy cái màu này vậy. Được không ạ? Đây, chọn màu xanh nhé. Nhìn này không ạ? Ok, rồi, tiếp theo nhá, nhìn này. Sau khi chọn xong bảo là không, thấy em muốn là phải chọn màu khác rồi. Vậy thì em tích đúng vào đây. Cô nhìn thấy bảng màu không ạ? Cách 2 có thể chọn cái màu bên tay trái của cột chúng ta. Mỗi tội cái này vẫn không chuyên nghiệp lắm. Tôi chia sẻ thật luôn. Và tại sao người ta phải có quy định là khi thiết kế trên InDesign cần phải chuyên nghiệp ngay từ đầu là vì thế đấy. Đây nhìn nhá, nhìn này tích lúc vào đây. Thế đố bạn chọn màu vàng chỗ nào đấy? Mà em có nhìn thấy cái gạt bên tay trái bên làm gì có màu vàng đâu ạ? Có đúng không ạ? Có thấy khó không ạ? Cái gì? À, cái thăng đấy là do lập trình là mình phải có mã màu. Em có biết mã màu màu vàng màu gì không? Đúng không? Ok, nhìn này kéo đây. Cái này đẩy lên đây thì khu này là khu màu vàng, xong kéo vào đây. Em biết khoai không ạ? Ok, vậy thì sau khi tôi chọn màu vàng xong tôi ok thì bạn yên tâm một điều rằng cái này chắc chắn là màu vàng. Được chưa? Nhưng các bạn nhớ một điều rằng trong quy trình khi thiết kế một cái sản phẩm chuyên nghiệp, ví dụ một cái thương hiệu nào đó, ví dụ chúng ta chọn về thương hiệu logo ô tô chẳng hạn, thì trong cái thiết kế ô tô của chúng ta nó có gồm có 3 màu, thì bạn phải quy định ngay từ đầu là cái màu đó của thương hiệu là màu gì. Phải chọn màu ngay từ đầu, được không ạ? Ok, vậy thì chúng ta sẽ ghi là quy định màu ngay từ đầu như sau. Em đi, để muốn thiết kế chuyên nghiệp, cái này nó bắt em là phải chọn 3 màu ngay từ cái thương hiệu đó. Ví dụ như tôi làm cho đồ ăn thì tôi có màu đỏ, màu thứ hai là màu nâu, màu thứ ba là màu vàng. Thì tôi có 3 cái màu đó thì tôi phải áp ngay là tôi chỉ có 3 cái màu đó thôi. Trong bộ catalog em chỉ cứ xoay quanh 3 cái màu thôi. Còn em không được quyền chọn màu khác, chọn màu khác nó sẽ bị lệch màu nha em nhá. Hiểu không? Nó bắt mình phải dùng cái màu chuyên nghiệp ngay từ đầu. Có nghĩa là dùng một cái style về màu phải xuyên suốt. Và để muốn chọn màu dễ thì chúng ta sẽ bật như sau. Đó là chúng ta bật một cái chương trình Inkscape hoặc Photoshop lên được không? Ok. Đúng rồi, chính xác. Em nghĩ đến trò đó mà. Đây, chúng ta sẽ bật Inkscape đây. Bên Inkscape có, nó có mã màu mà. Vậy thì ví dụ tôi chọn một cái thương hiệu đó, nó có màu xanh màu vàng thì bắt buộc tôi phải chọn màu xanh màu vàng luôn từ đầu. Đồng ý không ạ? Ok. Lúc này chúng ta sẽ tạm dừng một tí để chờ cái chương trình nó bật lên. Bật lên. Đây ạ. Lúc này chúng ta sẽ chọn vào Ctrl N và chúng ta sẽ có một cái khổ giấy A4, chúng ta ấn ok đây. À, cũng có thể là chúng ta tắt đi. Chúng ta sẽ chọn một cái logo thương hiệu, ví dụ như là một cái nhà thuốc chẳng hạn như này. Được không ạ? Thì em nhìn thấy ở đây nó có một cái màu vàng không ạ? Và màu xanh không ạ? Đây là hai tiêu chí của màu mà tôi sẽ chọn. Tôi sẽ ungroup ra, nhìn này. Màu này tôi sẽ tích group vào đây. Thì khi tích group đây các bạn có nhìn thấy cái mã màu không ạ? Thì tôi sẽ copy cái mã màu này. Ctrl C, bên này chọn dễ hơn đúng không ạ? Ok. Thì sang InDesign lúc này em chỉ cần là chọn vào cái này, tôi tích group vào đây. Tôi sẽ chọn mã màu. Ctrl V.
Được chưa? Ấn OK này, em yên tâm, chắc chắn là ông này là chính cái màu đó. Đúng chưa? Và cái màu đó mà chúng ta muốn rằng là cái màu này trở thành cái màu chuyên nghiệp dành cho cả cái trang mà chúng ta dàn, chỉ dùng cái màu này thôi, thì chắc chắn bạn phải làm cái thao tác như sau, đó là cách áp cái màu này vào trong cái bảng màu F5. Các bạn ghi đi, cách áp màu vào trong bảng màu F5 như sau. Đấy, em thấy không? Cái nhận diện thương hiệu thì có phải bạn không được dùng màu lung tung đâu, cái này nó bắt nạt như đường luôn. Phải chọn, không chọn không được. Nào các bạn nhìn này. Để muốn áp màu vào trong bảng màu F5 thì bước 1 bạn chọn vào màu. Nhìn chưa? Bước 2 chuột phải vào cái ô màu này thì ở đây nó có add to swap. Nhìn add to swap chỗ này chưa? Thì nó sẽ áp màu vào trong cái bảng màu này cho các em. Được không ạ? Nhìn nhá, thử ấn nhá. Ok. Em có nhìn thấy chỗ này không ạ? Và cái màu này sau khi đã làm xong, tôi đã có một màu đầu tiên, chính là cái màu tôi mong muốn. Và cái màu này các bạn có thể đặt tên được không? Thì chúng ta có thể đặt tên được. Ví dụ nhìn này, tích nút vào. Để muốn đặt tên lại, tích nút vào. Được không ạ? Và sau khi đặt tên xong lại, khi vào trong đây thì các bạn nhớ một điều rằng cái name, cái nhìn ạ, cái name mà chúng ta bỏ đi thì chúng ta có thể đặt tên cho nó. Ví dụ đây là màu vàng của logo. Ok. Được không ạ? Tôi ghi là màu vàng của logo được không ạ? Rồi tiếp theo, ok nhá, nhìn này. Thì em có nhìn thấy nó ghi rõ không ạ? Thì lần sau mà thiết kế chữ trước cái cứ ấn vào đấy là nó tự chọn theo cái màu đấy của tôi thôi. Hiểu này không ạ? Rồi, vậy thì bây giờ các bạn nhìn ạ, sau khi tôi đã chọn xong, bây giờ tôi có thể copy xuống cái này thành làm 2 không ạ? Nhìn này. Vậy thì cái này làm 2 rồi đúng không ạ? Tôi thu nhỏ hình này lại được không ạ? Em có thể hình nhỏ lại như thế này chưa? Bây giờ cái hình này đang chọn màu này đúng không em? Vậy bây giờ tôi thử thay đổi một tí nhá. Hai cái đều là màu vàng được không ạ? Tích nút và thay đổi nào, tích nút vào đây. Ok, màu vàng này tôi kéo nhảy được không ạ? Em nhìn kéo nhảy nhá, ấn preview này. Em có nhìn thấy hai cái màu kia ngoài tự thay không ạ? Ok, vậy thì khi em đến gặp khách hàng người ta bảo ok, cái màu của cái hình này nó không được chuẩn lắm, mà trong đó có 100 trang cơ. 100 trang ngồi mà chọn thay màu như này à? Vậy thì người ta mới áp nó vào cái màu chung đấy em. Thì người ta thay màu thì toàn bộ tất cả cái màu nào liên quan cái màu vàng nó sẽ tự thay cho em hết. Em hiểu cái tính năng này chưa? Vậy thì nếu mà tôi dùng cái màu đấy cho màu chữ thì có phải em chỉ cần tích vào em thay mỗi cái màu gốc này thì tất cả màu chữ nó sẽ thay đổi theo không ạ? Vậy thì nó sẽ khiến em làm chuyên nghiệp hơn đấy. Hiểu cái này chưa đã? Inut cũng có một tính năng như này, nhưng mà đó là áp vào trong cái bảng màu, đúng không? Thì cái này chúng ta cũng phải làm chuyên nghiệp như thế. Xong nhá. Xong chưa? Rồi, tiếp theo cũng tương tự như vậy, tôi qua Inut và tôi lại bật cái màu xanh lên và tôi lại chọn mã màu. Đấy, công việc đầu tiên là chuẩn bị cho thiết kế là phải như này, Ctrl C. Sang file InDesign thì chúng ta sẽ làm sao, tích nút vào đây và chúng ta lại copy paste vào trong này là Ctrl V. Em có nhìn thấy màu xanh này không? Và sau khi màu xanh này ấn OK thì tôi đã có một màu xanh và tôi lại add vào chứ ạ? Add vào chứ, rồi add vào, thì bây giờ có phải có màu xanh chưa? Vậy thì tôi tệ tích nút vào đây, tôi ghi là màu xanh logo. Được chưa? Chuẩn chưa? Rồi, vậy thì bạn thấy tôi đã có hai màu chuyên nghiệp chưa? Vậy chắc chắn pha thiết kế tôi chỉ dùng cái này thôi. Xong chưa đã? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ thấy độ chuyên nghiệp tiếp theo này. Nào. Vừa rồi thì tôi đã dạy cho bạn chia sẻ đó là cái cách nhá, là người ta đưa một cái file Word vào trong file thiết kế đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ ghi là cách đưa ảnh vào trong file thiết kế như sau. Các bạn ghi đi, cách đưa ảnh vào trong file thiết kế. Đoạn này chúng ta sẽ nói tại sao nó lại chuyên nghiệp, tại sao nó lại chọn InDesign, tại sao nó lại có thể dàn được nhiều trang trên một lúc, được không ạ? Nào, chúng ta dùng Ctrl D. Khi dàn thiết kế báo tạp chí về catalog các kiểu thì bạn bắt đầu là sử dụng đơn giản thôi, không nên dùng quá nhiều hiệu ứng, bởi vì thực ra là đấy nó cần một cái giá trị về chuyên nghiệp về chữ và chuyên nghiệp về hình ảnh đây ạ. Các em nhìn để ý nhá, nhìn này, lúc này để muốn đưa một tấm ảnh vào, người ta chỉ cần chọn vào cái khung hình đó thôi. Nhìn cái khung hình nhá, muốn đưa ảnh vào trong cái khung này, bởi vì tôi đã vẽ cái khung ấy ra để thiết kế rất đẹp rồi và tỷ lệ rất ngon rồi, đúng không ạ? Thì tôi ấn vào Ctrl D. Biết Ctrl D chưa? Ctrl D chính là đưa file Word vào, thì cũng là Ctrl D chính là cách đưa một cái hình ảnh vào trong.
Ok, và lúc này tôi sẽ chọn vào một cái ổ E. Chúng ta chọn vào thư viện ảnh. Và chúng ta sẽ chọn một cái D. Chúng ta sẽ chọn một cái đồng hồ. Sau đó chúng ta chọn vào Rolex. Chúng ta sẽ kéo một tí ạ. À, các bạn có nhìn thấy cái hình này không ạ? Đây là một cái ảnh nha. Và tôi tự chọn lại. Em có thể chọn một cái ảnh khác, không nhất thiết phải chọn giống của mình đâu. Chọn một cái ảnh khác đi, được chưa? Nào ấn nhá, nhìn này. Sau khi ấn vào thì tự nhiên em thấy ảnh nó tự nhảy vào ạ. Em thấy ảnh tự nhảy vào không ạ? Nó tự nhảy vào mà mình không cần phải làm gì hết. Bình thường chúng ta phải chọn là cái đối tượng dưới, chọn đối tượng trên ở căn thân 7 đúng không ạ? Cái này không. Đúng không ạ? Và báo gửi sếp người ta có thích cái ảnh ở đâu. Vậy chúng ta có thay được không ạ? Nhìn này. Nhìn này, lại cầm cái chính ảnh này đúng không ạ? Ctrl D thứ hai. Tôi chọn một cái ảnh khác được không ạ? Tôi cho bạn xem, tôi chọn ảnh khác rất là nhanh. Em nhìn cái ảnh khác này. Nhưng các bạn có thấy rằng là khi tất cả ảnh đưa vào chúng ta không đúng kích thước không ạ? Đúng chưa? Không, đừng chơi trò kích thước, người ta sẽ có lệnh chứ. Chị em phải kích thước, em phải co kéo, em vẫn mất thời gian đúng không? Vẫn nông dân đúng không? Nhưng tôi nói cho bạn biết này, nhìn này, tại sao nó chuyên nghiệp? Em thấy bị vỡ hình không? Thì đây tôi nói cho bạn biết nhá, tất cả những hình ảnh đưa vào InDesign nó sẽ hiển thị ở dưới dạng trung bình. Trung bình nghĩa sao ạ? Ví dụ ảnh của em đang rất nét thì vào đây nó vẫn là ở dạng trung bình thôi. Thì như vậy thì cái file thiết kế của em có nhẹ không ạ? Nó đang hiển thị mà. Và chúng ta có thể di chuyển cái hình nó rất là đơn giản đúng không? Ok, vậy thì chúng ta sẽ ghi nhá. Nào, cách bật chế độ hiển thị của ảnh chất lượng, ảnh thấp kém và ảnh trung bình đúng không ạ? Nào, các bạn nhìn này. Để muốn nhìn được chất lượng ảnh tốt, trung bình và xấu thì em có đồng ý với tôi là cái ảnh đã đưa vào vị trí này coi như là em đã thiết kế rất là đẹp đúng không ạ? Vậy thì sau khi đẹp như vậy tôi có thể đưa nó trở về ảnh cực kỳ xấu để làm gì ạ? Để chúng ta có thể dịch chuyển cho nhanh không? Coi như đoạn đấy là ok rồi mà, đúng không ạ? Vậy thì cái file thiết kế của em mới đủ lớn được để chạy được hai mấy trang, ba mấy trang, năm mấy trang đấy. Xuất ra thì nó không, xuất ra thì nó lại vẫn nhận là anh chị. Đấy, nó lại chuyên nghiệp chỗ đấy. Ok, nhìn này. Chúng ta sẽ chuột phải vào hình ảnh. Các bạn đi chuột phải vào hình ảnh. Chúng ta chọn vào display. Nhìn chỗ này chưa? Và ở đây nó có một cái lệnh là fast display, là chế độ ảnh thấp. Chế độ thứ hai từ trên xuống là chế độ ảnh trung bình. Ảnh thấp, ảnh trung bình và high quality là chế độ ảnh cao nhất. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem từng cái một đi cho nó rõ ràng đúng không ạ? Nào các bạn ghi xong đi, bắt đầu là chúng ta đi vào từng cái một. Thằng này nó còn tính bố cục ảnh còn khủng khiếp nữa em ạ. À, tí nữa cho em xem những cái tính năng nó. Nhìn này. Tôi chọn là fast display được chưa? Ấn thử nhá. Nhìn này. Em có thấy nó bị gạch chéo không ạ? Nó bị đen xì không ạ? Thì ảnh như này xấu quá thì nó có nhìn được hình đâu mà chả xấu. Đúng không? Quá xấu vậy nhỉ? Được chưa? Chuột phải, chúng ta chọn vào display lần thứ hai, chọn vào chế độ số 2. Nhìn này, đây là chế độ ảnh trung bình, cái như nhìn vỡ không ạ? Đây là cái chế độ mà đưa vào đấy ạ. Rồi, chúng ta chuột phải chọn vào chế độ thứ ba, nó chọn vào display và chọn vào high quality. Đấy ạ. Quality. Thì các bạn nhìn ấn vào thử nhá. Đây. Em nhìn cái ảnh này sắc nét chưa? Hiểu cái này chưa đã? Ok, vậy thì cái này nó có thể để chế độ chất lượng là chất lượng bình thường hay là cái gì đó. Thì em ơi, em làm xong rồi em có để chế độ bình thường đi được không ạ? Em ơi, em làm xong em để chế độ xấu được không? Bởi vì mình biết trong là nó sẽ đẹp. Bởi vì mình đã nhìn một lần là chỗ này đẹp rồi. Hiểu mình chưa? Rồi, tiếp theo. Vậy thì cái ảnh các bạn đưa vào như này, các bạn có thấy là nó không đúng khổ mà bạn mong muốn không ạ? Thì người ta có hai cách. Cách thứ nhất là hơi thủ công, giống như Hà vừa chia sẻ, đó là bạn tích đúc mà. Ok. Nào, căn chuẩn trừ. Chúng ta có thể chỉnh hình ảnh là sao vừa đúng khuôn và cách tích đúc vào. Thì khi tích đúc vào thì em vẫn vào căn chuẩn trừ. Em có nhìn thấy cái khung màu nâu này không ạ? Có nghĩa là cái ảnh nó rất to không ạ? Thì ngồi kéo này. Đấy, làm này hơi nông dân tí nhưng mà thôi, phải chịu khó làm vậy. Đấy, ok. Phóng to. Và có thể dịch chuyển đối tượng này sang phải, sang trái được không ạ? Hiểu cái này chưa đã? Rồi, vậy thì đây là cách đầu tiên nhá. Làm hơi thủ công tí. Tiếp theo. Nhưng vẫn đôi lúc vẫn phải làm cái đấy đó. Bởi vì cái đấy là có thể dịch chuyển đối tượng sang phải, sang trái được đúng không em? Tính đúng vào nhá. Rồi, cách thứ hai chúng ta sẽ dùng cái biểu tượng như sau là chuột phải chọn vào 15. Nhìn nha, 15. Và chúng ta chọn vào Ctrl Shift Alt C, chính là làm cho đối tượng ảnh vừa đúng bằng khung. Cái loại này là nhanh nhất đấy. Em có thấy cái ảnh của chúng ta nó cứ bị khi đưa vào Ctrl 7 thì cứ phải co kéo làm sao cho bằng không? Không, cái này dùng Ctrl Alt Shift C được luôn, bằng luôn.
đỡ phải tính. Đây, bây giờ sau khi các bạn ghi xong thì bây giờ chúng ta nằm ở đâu, thì nó nằm ở phần object, nó nằm ở phần fitting và nó chọn vào control shift and c. Object, chọn object chưa? Ấn vào em object cái. Xong chưa? Rồi nhá, bây giờ làm này, nhìn này, bây giờ Ctrl Z lại cho nó chuẩn chỉnh. Thì có phải vừa rồi chúng ta vừa nhìn thấy cái hình này như này không? Thì chúng ta chỉ cần chọn vào object, chọn vào fitting, chọn vào Ctrl Shift C, nhìn này, ấn một phát này. Hình đúng bằng hình chưa? Có tính nhanh không ạ? Ctrl Shift C có tính nhanh không ạ? Nó bằng luôn cái hình của cái khung hình của bạn. Và cái khung hình này bắt buộc là vẫn phải dùng một chiêu thức nữa là chúng ta phải tích đúp vào để có thể dịch chuyển cái hình này sang phải, sang trái làm sao cho đẹp nhất. Có hiểu vẫn phải dùng không ạ? Ok, nhưng ảnh mà cho vừa bằng khung này thì chắc chắn là nhanh nhất rồi. Hiểu cái này chưa? Rồi ok. Cách thứ hai, cách đưa ảnh vào tại sao lại chuyên nghiệp nữa, đó là bạn có thể ấn vào lệnh như sau, đó là Ctrl D. Có nghĩa là tôi không mỗi khung nào cả, tôi có thể dùng Ctrl D được không? Ok, Ctrl D. Và Ctrl D tôi có thể chọn 1, 2, 3, 4 được không ạ? Chọn 4 cái ảnh đúng không ạ? Thì tôi ấn vào Open được không ạ? Thì các bạn nhìn này, ở đây nó sẽ báo hiện cho bạn nên biết là có 4 cái ảnh. Các bạn có nhìn thấy cái ảnh của tôi nó có số 4 mà. Ok, vậy thì tôi vẽ vào đây là một cái một hình. Ok, vẽ vào đây là hai hình và vẽ vào đây là ba hình. Và vẽ vào đây là 4 hình. Thì mọi người hiểu cái này chưa đã? Ok, nhưng thế này chưa thấy chuyên nghiệp lắm. Đúng không ạ? Ok, vậy chúng ta sẽ ghi là cách dàn bố cục bằng cách chọn ảnh như sau. Các bạn ghi đi cách dàn bố cục trong báo, trong tạp chí và catalog như sau. Lúc này chúng ta sẽ ấn vào Ctrl Z, bắt đầu Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, được chưa? Nào, xong chưa đã? Để ý này, lúc này chúng ta sẽ dùng mấy biểu tượng như sau, đó là ấn vào chữ V kép. Chữ V kép là nó là hiển thị lưới và cột cho các bạn V kép. V kép là ẩn, V kép cũng là hiện, V kép là ẩn, V kép hiện. Bởi vì khi bạn vẽ khung xong chuyên nghiệp rồi thì bạn nên ẩn cái lưới đi để thiết kế làm sao cho đỡ bị tranh chấp. Em hiểu cái phần tranh chấp chưa? Nha, ấn vào chữ V kép để tắt và bật cái khung hình thiết kế và cột lưới của thiết kế. Có nghĩa là em muốn ướm với cái cột thì em bật nó lên, còn không muốn ướm nữa rồi thì em tắt nó đi thì có phải thiết kế nó sẽ đẹp không ạ? Ok, thì nhìn này, tôi cho bạn xem sự chuyên nghiệp của VTech như sau. V kép nhảy đúng không? Các bạn có đồng ý tôi là có thể mở một lúc là 3-4 cái ảnh không? Đây, chọn vào file. Chọn vào file, chọn vào Ctrl D đúng không ạ? Thì khi Ctrl D thì các bạn sẽ thấy một điều rằng tôi sẽ chọn là 1 cái ảnh, 2 cái ảnh, 3 cái ảnh, 4 cái ảnh. Được chưa? Tôi sẽ chọn 6 cái ảnh, 5 cái ảnh và 6 cái ảnh. Các bạn thấy tôi chọn được 6 cái ảnh chưa? Rồi nhá, nhìn này. Trong quá trình khi dàn trang cái đối tượng này thì các bạn có thấy là trong catalog thì nó có ảnh nó cứ xếp 1-2-3. Xong tách dưới, 1-2-3 tách dưới được không ạ? Thì đây bạn nhìn nhá, tôi vẽ cho bạn xem chuyên nghiệp mức độ này. Nhìn này, vẽ hình được chưa? Trong quá trình khi vẽ hình bạn giữ nguyên chuột giúp tôi, nhìn giữ nguyên chuột chưa, đừng buông nha, buông là câu chuyện khác nha. Thì lúc này chúng ta ấn nút lên trên này, nhìn này, ấn nút lên trên, các bạn thấy nó chia đôi không ạ? Ấn nút lên trên là chia đôi, nó giống như cái cột trên inút đấy. Ấn nút lên... ok, vậy thì tôi sẽ ấn sang phải được không ạ? Thế chia 4 chưa? Nhưng em có mấy ảnh ạ? Ok, vậy thì ấn sang bên thì có phải là 6 ảnh không ạ? Nhìn này, kéo lên đây được không ạ? Được chưa, kéo đây tầm này được chưa? Và khi em buông ra đây em yên tâm là 6 cái ảnh sẽ được nhét vào trong 6 cái hình đấy. Em thấy chuyên nghiệp không ạ? Nhưng em có nhận xét là cái ảnh này đâu có bằng nhau rồi á, trông lộn xộn bó xứ được. Đúng không ạ? Nhìn nhá. Thì em có dùng cái lệnh là Ctrl Shift C chưa? Ctrl Shift C nha, nhìn này các bạn nhìn này, tôi sẽ dùng cái hình này. Tôi quét qua toàn bộ, tôi dùng lệnh Ctrl Shift C. Em thấy không? Em thấy nó bằng hết bằng cái khung đấy không ạ? Ok, vậy thì khi em dàn trang catalog và tạp chí kẹp file các kiểu thì em phải dàn như này thì nó mới đủ độ nhanh được đó. Hiểu cái đấy chưa đã? Rồi ok, bây giờ tôi sẽ nói về cái cách thay đổi bố cục cho bạn nha. Các bạn ghi đi cách thay đổi bố cục như sau. Cách thay đổi bố cục. Đây là một bố cục đấy. Nhưng mà em lại thích là như này. Cái ảnh này xô lệch sang phải, cái này xô lệch sang trái để làm sao có to nhỏ vừa được không ạ? Nhá, thì các bạn để ý này. Vậy thì nếu làm theo cách thông thường, các bạn có đồng ý với tôi là tôi chọn vào hình này, nhìn nhá. Tôi cầm này, nhìn này. Tôi kéo sang bên này được không ạ?
Em thấy tôi kéo ra này chưa? Thì cái ảnh ông này thì tôi cũng phải kéo nhỏ lại được không? Như này đúng không ạ? Em có thấy là tự nhiên nó nhỏ như này không ạ? Tôi phải chỉnh lại cái bố cục ấy, cũng như là cái hình ảnh này tôi muốn to, hình ảnh nhỏ và hình ảnh kia vừa đúng không ạ? Thì sau khi mà chỉnh xong chúng ta phải quét qua cả hai và chúng ta dùng lệnh là Ctrl Shift Alt C thì ảnh nó sẽ là sao? Tự Ctrl Shift Alt C. Ok, tích vào đây là Ctrl Shift Alt C. Ok. Các bạn có nhìn thấy cái khung của tôi phải kéo tận đây không ạ? Ctrl Shift Alt C. Đúng chưa? Em có thấy mất thời gian không ạ? Ok, vậy thì bây giờ người ta có một chiến thức rất là hay. Cái này là nó sinh ra một cái phiên bản này để làm gì? Để nó khi lên những quyển sách điện tử. Em biết quyển sách điện tử không ạ? Là xem trên mạng mà trả tiền trên mạng này. Thì nó phải tự co kéo cái hệ thống mobile của các bạn. Ví dụ xem trên mobile thì ảnh nó phải tự nhỏ. Có nghĩa thu nhỏ lại thì ảnh nó phải tự nhỏ lại, text nó phải tự nhỏ lại như nào đó. Thì người ta dùng chiến thức như sau là các bạn ghi đi. Tùy biến với những giá trị tỷ lệ như sau. Chúng ta quét qua nào, tùy biến với những giá trị tỷ lệ. Bước 1, bạn chọn vào tất cả các hình. Cứ ghi đã, đầu tiên vẫn chưa hiểu đâu. Nào, bước 1 chọn vào tất cả các hình. Bước 2, chúng ta sẽ chọn vào object. Bước 3, chúng ta chọn vào color option. Nhìn chỗ này chưa? Nha, chọn object mà. Nó quản lý đối tượng đấy. Ok, ấn thử nhá. Rồi, ấn vào đây. Thì các bạn có thấy ạ? Quên mất cái này là object, chúng ta chọn vào fitting, chúng ta chọn vào frame fitting option. Nhầm. Các bạn ghi vào đây giúp mình. Chọn vào object, chọn vào fitting, chọn vào frame fitting option. Thì cái này nó có một cái giá trị như sau là khi bạn tích vào đây. Nhìn này. Tích vào nhá. Ghi xong rồi nhìn cái màn hình. Và sau khi đã ghi lên màn hình xong thì ở đây các bạn có nhìn thấy chữ là auto fit chỗ này không ạ? Ok, tôi tích vào đây được chưa? Nhìn nhá. Nhìn này. Sau khi đã auto fit xong bạn ấn ok giúp tôi. Ấn ok, nhìn này. Mọi người để ý cái này một tí đi. Được chưa? Mà tích xong ấn vào nhá. Ok, được chưa? Xong rồi đúng không? Bây giờ thử thay đổi tỷ lệ này, nhìn này. Để muốn thay đổi tỷ lệ của bố cục ảnh, chúng ta dùng công cụ đó là Grab Tool. Các bạn ghi đi, dùng Grab Tool. Dùng Grab Tool để thay đổi tỷ lệ của khung hình của ảnh. Cái này em bảo dàn tạp chí và làm bố cục thì cái này nó là xuất sắc luôn. Nhìn này, nhìn Grab Tool chưa? Nào, ấn vào đây thử nhá. Nào các bạn ghi đi, xong bắt đầu chúng ta quay nhìn này. Nào tích vào đây một cái, được chưa? Cầm này, em mới nhìn chỗ nào không ạ? Cầm này kéo sang này. Em thấy cái ảnh nó tự to nhỏ ra, to nhỏ vào chưa? Ok. Nhìn này không ạ? Nó tự co kéo chứ không phải tự nhiên cái ảnh của chúng ta tự co kéo ấy nhá. Nhìn nhá, vừa rồi chúng ta phải kéo từng cái ảnh một đúng không? Thì cái này em nhìn này, co kéo này nó sẽ tự ra cho em. Cái này xuống dưới này em nhìn chưa? Ok. Có thấy này không ạ? Rồi tiếp theo nữa nhá. Bây giờ chúng ta giữ phím shift. Phím shift thì sao? Nhìn này phím shift này. Nhìn này xoay lệch này. Nhìn này, giữ shift này kéo đây này. Em thấy nó chỉ đi được cái hàng nào không? Hàng dưới không quan trọng không ạ? Ok, chỗ cái hàng này tôi sẽ kéo ngược lại như này được không ạ? Giữ shift biết chưa? Rồi ok, giữ Ctrl thì sao? Cầm này, kéo đây. Ctrl là tính là độ khoảng cách giữa gì? Rồi ok, khoảng cách. Rồi ok, cầm này kéo khoảng cách này, khít lại. Kéo khoảng cách này. Em có hay tạo bố cục như này không em? Nha, cái này nó tính hết cho em rồi. Em chỉ việc làm thôi. Đấy, em muốn đặt một cái ảnh mà nó không bị buồn quá đấy thì em phải dùng chiêu thức này đấy ạ. Nhá, thì nó phải có độ to nhỏ khác nhau trong cái tấm ảnh của em thì nó mới đẹp được. Cái này dàn nó sẽ rất là nhanh, được chưa? Rồi, tiếp theo. Hiểu phần này chưa đã? Bây giờ chúng ta sẽ làm quen tiếp theo nhá. Nào. Bây giờ chúng ta sẽ làm quen với hình, các bạn ghi đi. Vừa rồi chúng ta vẽ cái hình vuông đúng không? Đây. Vậy thì ảnh mà chúng ta đưa vào như vậy thì cái hình vuông này có thể đưa được như vậy không? Nhìn này, tôi vẽ được cái hình vuông như này được không ạ? Tôi ấn nút sang phải được không ạ? Ấn nút lên như này được không ạ? Ấn nút trên như này được không ạ? Ok, em có thấy nhiều hình vuông không em? Và bút tay ra em có thấy nhìn thấy cái hình này chưa? Vậy thì sau khi đã có hình này xong, các bạn có thể quyền là quét qua toàn bộ cái này đúng không ạ?
chúng ta có thể auto fit cái này được không ạ? Thử xem nhá, nào chọn vào object, chọn vào fitting, chọn vào frame fitting option và ấn vào auto, được chưa? Có giống ảnh không ạ? Cũng dùng ảnh như thế này nhá, ấn ok. Thì lúc này chúng ta chọn vào công cụ đó là phím U, chúng ta chỉnh như này được không em? Đúng không ạ? Nào tôi chỉnh vào đây, cái này tôi chỉnh xuống đây, xuống đây. Nhưng mà lúc này tôi muốn chỉnh là giữ shift thì tôi kéo cái này xuống dưới như này này. Ok, cái này tôi sẽ kéo dưới như này này, đúng chưa? Ok, cái này tôi muốn đẩy lên trên như này này, cái này tôi muốn đẩy cái này xuống dưới như này này. Ok, cái này tôi muốn đẩy cái này xuống dưới này. Em thấy bố cục nó có giống nhau không? Ok, sau khi đã làm xong mới chơi trò như sau. Em nhìn cái ảnh này chưa? Chọn vào từng khung, ấn vào Ctrl D, tôi chọn hình này, hình đầu tiên. Ok, tiếp theo tôi chọn vào Ctrl D, tôi chọn là hình số 2. Thấy nhanh không? Ctrl D, hình số 3. Ctrl D, hình số 4. Ctrl D, hình số 5. Rồi Ctrl D, hình số 6. Và tôi nói thật cho bạn biết là tôi không dùng hết tất cả này đâu, tôi chỉ dùng nhai thôi, còn những cái này tôi để bằng màu khác nhau được không ạ? Trông vui không ạ? Ok, vậy thì lúc này chúng ta sẽ quét qua toàn bộ, dùng lệnh là Ctrl Shift Alt C. Ctrl Shift C là cho nó tràn đúng bằng hình đúng không ạ? Em nhìn nhá, Ctrl Shift Alt C. Rồi bằng rồi. Tiếp theo, mọi người sau khi đã đưa vào xong thì chúng ta có thể vẫn chọn vào cái công cụ này và muốn khít lại thì có phải giữ phím gì? Ctrl kéo vào đây nhỉ em ạ? Khít lại chưa? Ok, cầm điểm này khít lại đây, cái này cầm này khít lại đây một tí, nữa có phải làm được nhà không em? Ok, giữ Ctrl là tạo ra độ khoảng cách giữa các đối tượng, nó sẽ khít lại với nhau. Ok, chúng ta cầm này kéo đây, chúng ta cầm này kéo đây, chúng ta cầm này kéo đây và chúng ta cầm này kéo đây. Em nhìn này chưa? Và sau khi đổ xong thì các bạn có đồng ý với tôi là tôi chọn cái này là màu hồng, cái này tôi chọn màu hồng, cái này tôi chọn màu đỏ hoặc màu cam, nhìn không ạ? Em biết tranh của Mondrian không? Tranh của họa sĩ vẽ toàn bộ bằng những cái ô này không ạ? Ok, tôi sẽ chọn vào đây là màu xanh, tôi chọn vào đây là màu xanh lam. Em nhìn cách nào chưa? Có cái thằng này nó bố cục nó vẽ ra rất là ổn. Nào, xong cái phần auto fit đi chưa? Tiếp theo, bây giờ chúng ta sẽ học cái cách đó là biến đổi màu hình nha. Nào các bạn ghi đi, cách biến đổi màu hình. Đây ạ. Một cái hình vẽ ra, các bạn nhìn màu hình vẽ ra như này chưa? Chúng ta muốn điều chỉnh thì các bạn nhìn này, khi xác định một công cụ này em có nhìn cái biểu tượng màu vàng không ạ? Có nhìn cái màu vàng này chưa? Thì cái màu vàng là rất hay, bằng cách là bạn tích vào cái màu vàng thì cái màu vàng sẽ tự chạy ra góc của đối tượng. Tích vào cái màu vàng nó sẽ tự chạy ra góc đối tượng. Nhìn ra góc đối tượng chưa? Các bạn có thấy là ra góc chưa đã? Rồi, và ra góc đối tượng thì cái này nó báo hiệu cho bạn biết là bạn có thể vo góc được đối tượng này bằng cách bạn cầm đối tượng này bạn kéo như này thì nó vo góc lại. Có nhìn thấy vo góc hả? Ok, vo góc nữa đi. Thấy vo góc nữa đúng không ạ? Nhưng có nhiều người bảo ơi thầy không, em chỉ thích vo góc của góc này và góc này thôi, còn góc này nó phải giữ nguyên cơ. Thì có cách nào không? Thì các em nhìn này. Ở đây người ta sẽ có chiêu thức là chúng ta giữ phím Shift và chọn vào cái điểm màu vàng của góc đó và để về trạng thái đầu tiên thì nó sẽ không có vo góc nữa. Đây, giữ Shift. Các bạn có nhìn chỗ này không? Tôi cầm này, tôi kéo ở đây thì có phải nó trở thành bình thường không ạ? Ok, giữ Shift. Đó. Và sau khi đã có hình xong cái này thì chúng ta có thể ấn vào Ctrl D được không? Và chúng ta chọn một cái hình được không? Ok, đổi hết các bạn. Ctrl Shift Alt C. Có thấy vào góc không ạ? Ok, các bạn có thể ghi lại cái lệnh đó cho tôi. Muốn vô góc của đối tượng chúng ta làm như sau nhá. Nào, đầu tiên như này đúng không? À, chúng ta sẽ chọn vào công cụ phím V. Được chưa? Và tích vào biểu tượng màu vàng, điểm chốt màu vàng đây ạ. Rồi hôm nay về nhớ inbox nhá, để sau đó thì mình render xong mình gửi cho từng người một. Được chưa? Nhìn thấy màu vàng chưa? Rồi tích vào đây, được chưa? Sau khi tích vào thì các bạn có nhìn thấy các điểm chốt nó nằm ở các vị trí góc không ạ? Thì chúng ta sẽ cầm cái góc này và chúng ta kéo ra. Các bạn có thấy nó vô góc chưa? Hiểu cái này chưa? Vô góc nhiều hay ít là tùy mọi người, nhưng bây giờ không phụ thuộc của tôi nữa đâu. Được chưa? Rồi tiếp theo, bây giờ để muốn góc nào không vo, không muốn vo góc nào thì chúng ta giữ phím Shift và chọn vào điểm màu vàng của góc đó, kéo về điểm xuất phát. Chỗ này đúng không? Ok, cầm điểm này kéo về điểm xuất phát, xong chưa? Đó thì nó không vo góc nữa rồi đúng không ạ? Đấy thì
Các bạn nhớ một điều rằng nhá, buổi sau chúng ta sẽ học về cái cách tại sao mà chúng ta nên dàn thiết kế trên InDesign. InDesign để chúng ta thay thế tạo cái mẫu mới đi, thì tôi nói cho bạn biết cái này là nhanh lắm. Em biết thay ảnh là cả vấn đề đúng không? Mà nó nhẹ như thế thì có vẻ nó thích không ạ? Và kết quả cuối cùng em chỉ là ra file PDF thì cái này cũng ra file PDF rất là chuẩn luôn. Nhìn nào. Vậy thì cái vo góc nó nằm ở đâu? Thì các bạn cần cho Z làm cho tôi nhìn này. Để muốn tính độ vo góc theo máy, chúng ta chọn vào Object. Chọn ở dưới được không? Thì chưa? Bây giờ làm theo máy này. Object. Bước thứ hai chúng ta chọn vào Color Option. Color Option chính là độ vo góc đấy. Nhá, làm các phần mềm như Corel và InDesign. Tôi nói thật cho bạn biết là trong giai đoạn đầu không cần giỏi nhưng ít nhất phải biết làm. Hiểu không ạ? Chứ lại không biết làm thì thôi bó tay đấy, bởi vì là sau này nó giao những cái sản phẩm khó cho các bạn là các bạn chết. Tôi là trường hợp là tôi dùng Corel rất ít. Bởi vì sao? Nói thật cho các bạn biết là chúng ta phải tùy theo tính chất công việc. Ví dụ nếu mà nó làm thiết kế về backdrop thì tôi thiết kế bằng Corel. Còn thiết kế bằng tờ rơi đợt giết thì tôi thiết kế bằng Illustrator. Nhưng để muốn dàn trang thì tôi sẽ thiết kế bằng InDesign. Thì bao giờ dính những cái thực tế thì tôi sẽ làm từng công cụ khác nhau. Bởi vì tôi muốn phát huy được thế mạnh của từng công cụ và từng cái phần mềm mà tôi đang chọn. Nào các bạn nhìn này, Color Option. Thì sau khi Color Option xong thì ở đây nó sẽ có một cái bảng cho bạn đại diện cho 4 góc. 1, 2, 3, 4. Thì cái này là 1, 2, 3, 4 này. Thì các bạn có đồng ý với tôi rằng góc đang là hình vuông không ạ? Bạn sổ xuống bạn có thể góc hình vo góc như này không ạ? Ấn vào đây. Em thấy là vo góc nhỏ nhỏ chỗ này chưa? Nào, ấn vào đây là biểu tượng cái khóa mở ra thì vo góc một cái, còn cái khóa đóng lại thì tất cả góc đều vo. Hiểu cái này chưa đã? Ok, chúng ta có thể tăng độ vo góc lên được không? Giảm độ vo góc được không? Và muốn vo góc một cái thì phải bỏ cái này ra nhá. Ok, hiểu cái này chưa? Rồi, em không thích cái vo góc hình tròn này đâu. Ok, vậy thì tôi chọn vo góc kiểu này được không em? Em biết làm cái bìa viết các thứ rồi luận án các kiểu thì người ta có thể làm cách này mà. Đấy chưa? Nhưng nó tóm lại nó thật bạn biết trong thiết kế đồ họa thì tôi chỉ thiết kế cái này thôi. Bởi vì nó khá đơn giản và nó làm những cái thứ thiết kế của tôi. Xong chưa? Rồi tiếp theo. Xong rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ có một chiêu thức nữa là chúng ta sẽ chọn vào sau khi chúng ta mở file và làm quen với các thuộc tính thì bây giờ chúng ta sẽ chọn vào file và chọn vào Packet. Các bạn đi Packet. Đóng gói. Đây là giá trị mà trước khi các bạn thi về InDesign bạn giờ cũng phải làm cái thao tác này cho tôi. Đó là Ctrl and Shift P. Nhá, phải đóng gói nhá. Nếu không có đóng gói này là nó, các bạn thi là các bạn sẽ điểm kém đấy. Nhá, Packet. Ấn vào Packet là đóng gói. Cái này nó chuyên nghiệp hơn hẳn so với Inut cũng Packet đúng không? Nhưng cái này nó chuyên nghiệp ở chỗ này này. Nhìn này, các bạn ấn vào đây. À, và nó sẽ ấn Packet tiếp theo. Và sau khi ấn Packet thì nó bắt xếp lại. Nhìn nhá, tôi sẽ để ngoài desktop. Và bắt đầu nó tự ra một cái bảng cho các bạn điền này. Em thấy nhá, bắt đầu điền chưa? Ở đây nó có tên, liên hệ công ty, rồi địa chỉ đúng không? Phone, email. Đấy thì nó bắt buộc là mình phải ghi tất cả thông số vào đây. Để thứ nhất là nếu mà xuống nhà in mà người ta có vấn đề gì thì người ta sẽ gọi điện cho em theo đúng hệ thống này. Nhìn không ạ? Nó ghi rất là rõ cho em luôn và em ấn vào continue là xong rồi. Nhá. Có nghĩa là sau khi bạn làm xong, bạn hãy làm một thao tác là đóng gói này cho tôi thì bạn mới có kết quả. Đúng ý không ạ? Đó thì. Và sau khi đây chọn xong thì chúng ta chọn vào ổ desktop và tôi ấn vào Packet. Ổ E. Đóng lại nhá. Chưa? Cái này là đây em nhìn thấy nó đóng lại chưa? Rồi đóng gói rồi đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ chọn vào cửa sổ E. Chúng ta chọn vào ổ E. À, chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là cái gì đây? Em nhìn thấy cái file này chưa? Và cái file này là chính là file mà chúng ta phải đi thi, chúng ta phải có cái này này. File thứ nhất là file gốc. File thứ hai là file PDF, nhìn PDF chưa? Nó tự đóng là file PDF cho em. Phần thứ ba là file nháp, em nhìn thấy file nháp chưa? Phần thứ tư là cái thứ mà em điền vào đấy ạ. Đó, tất nhiên là sau này có phông chữ thì nó sẽ lôi phông chữ về cho em, có file ảnh nó sẽ lôi file ảnh về cho em trong đấy hết nhá. Ok, hiểu cái phần này chưa đã?
Thì chắc chắn một file thiết kế của chúng ta sẽ có cái này. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nghỉ giải lao khoảng 15 phút và bạn cài máy, bạn làm gì đó đi. Sau đó thì chúng ta sẽ học tiếp. Màu. Nào các bạn nhìn này, vậy thì trong quá trình thiết kế thì ở đây người ta có mấy cái tiêu chí như sau. Làm nhá, nhìn này. Để thiết kế là một cái bố cục đầu tiên thì chúng ta sẽ chọn trang đầu tiên, nhìn đúng không ạ? Và chúng ta ấn vào chữ V kép. V kép là để nó ẩn hiện cái lưới của chúng ta lên, đúng không? Nào các bạn nhìn này, để thiết kế là một cái trang bìa cho một quyển menu thì người ta làm thao tác như sau. Thứ nhất, em hãy vẽ cho tôi một giá trị, đó là một cái hình. Cái hình này nó sẽ đúng bằng cái hình mà khung của chúng ta. Đây ạ, các bạn nhìn thấy tôi vẽ đúng bằng cái khung này chưa? Đấy, nhìn này bằng vẽ khung ạ. Sau khi vẽ xong, các bạn làm thao tác tiếp theo cho tôi, đó là ấn vào Ctrl D. Ấn vào Ctrl D. Ctrl D là gì ạ? Có phải nhét một cái ảnh vào không ạ? Ok, vậy thì chúng ta chỉ cần ấn vào Ctrl D. Và lúc này chúng ta sẽ chọn đến thư viền ảnh và chọn vào phần gỗ. Đó. Và trong quá trình khi vào chọn vào phần gỗ thì tôi chọn gỗ luôn, tôi ấn ok. Thì các bạn nhìn thấy ốp vào thẳng đây chưa? Có thấy nhanh không ạ? Có thấy nó rất nhanh. Và sau đó dùng lệnh Ctrl Shift Alt C để nó bằng đúng cái hình của chúng ta. Ctrl Shift Alt C. Ctrl Shift Alt C là này bóp đúng ở cái bằng hình nhá. Nha. Rồi. Tiếp theo, sau khi đã làm xong, chúng ta sẽ vẽ tiếp theo, đó là một cái hình ở dưới. Thì chúng ta sẽ vẽ một cái hình vuông vuông tiếp theo là thứ hai. Các bạn nhìn tôi vẽ như nào. Và cái hình này chắc chắn bằng cái khung tím. Các bạn nhớ là bằng cái khung tím chưa? Bởi vì cái khung này gọi là vùng an toàn cho phần nội dung của các bạn. Nhìn vùng an toàn chưa? Chúng ta sẽ ấn vào Ctrl D. Và bắt buộc tôi sẽ dùng một cái chất liệu cho nó bằng cách tôi chọn vào phần ổ D. Tôi chọn vào nhà hàng. Đó, và tôi chọn là nhà hàng Yên Hòa. Trong phần nhà hàng Yên Hòa thì tôi có một cái sản phẩm, đó là một cái chất liệu giấy rồi. Em nhìn thấy cái chất liệu giấy của tôi chưa? Các bạn có thể chọn một cái chất liệu khác nhé, tôi chọn chất liệu này nhìn thấy ạ. Và tôi ấn OK, Open thì các bạn có thấy nó sẽ xoay theo chiều này không ạ? Em nhìn thấy cái này chưa? Và sau khi tôi đã tích xong cái này thì tôi trở về công cụ phím là tôi tích đúp vào nó. Nhìn nhá, có phải chui vào không ạ? Tích đúp vào nó để làm gì? Tôi xoay dọc cái này ra bằng Shift, tôi xoay dọc. Em có thể xoay dọc nó bằng này không ạ? Tôi tích đúp vào trong để xoay dọc nó. Và sau khi xoay dọc xong thì chúng ta sẽ dùng thao tác gì? Đó là Ctrl Shift Alt C. Ok, Ctrl Shift Alt C là để có căng tràn màn hình. Em nhìn thấy căng tràn màn hình chưa? Thì lúc này tôi đã có được cái hình ảnh tiếp theo của tôi là tôi nằm đây. Được không ạ? Rồi, tiếp theo, sau khi làm xong, chúng ta muốn tạo ra một cái bố cục cho cái hình ảnh thì chúng ta ấn vào biểu tượng là Ctrl C. Em biết copy chưa? Ctrl C và Ctrl gì ạ? Ctrl C và Ctrl gì ạ? Rồi, Ctrl C và Ctrl V. Thì nó chạy ra ngoài đúng không? Nhưng mà chúng ta muốn là như này là copy tại chỗ thì chúng ta ấn vào Ctrl C và Ctrl Shift Alt V. Nha. Chúng ta chọn vào Edit và chọn vào Ctrl Shift Alt V. Thì nó paste tại vị trí đó. Và sau khi paste tại vị trí đó thì tôi kéo cái đối tượng này lên phía trên một tí và tôi đổ một cái màu tạm thời cho các bạn dễ nhìn này, nhìn này. Các bạn có đồng ý với tôi có một cái hình này không ạ? Có hai hình nha. Và cái hình này chúng ta sẽ thay đổi bằng một cái ảnh khác. Hình này thay đổi bằng cách ảnh khác bằng lệnh là Ctrl D. Với cái Ctrl D như này thì các bạn sẽ tôi sẽ kéo xuống một tí và tôi chọn vào phím E. Tôi chọn vào thư viền ảnh. Tôi chọn vào phần phút. Và trong phần phút thì tôi sẽ kéo xuống một tí để ở đây nó có cái hình ảnh rồi. Đây ạ. Nhìn các bạn nhìn phần phút chưa? Và tôi ấn vào chọn này thì các bạn có thấy là phần phút tôi đã thay đổi không ạ? Thì cái ảnh khi đưa vào nó bị to hơn so với bình thường. Tôi dùng lệnh là Ctrl Shift Alt C thì các bạn sẽ thấy nó cho đúng bằng chưa? Và cái hình này hơi bị thay đổi bởi vì nó bị theo chiều dọc, tôi tích đúp vào nó và tôi chơi trò tôi xoay theo chiều như này đúng không ạ? Ctrl Shift Alt C. Em thấy hình này của tôi chưa? Ok, cầm điểm này, kéo xuống dưới như bình thường. Thấy nó rộng ra chưa? Rồi. Sau khi đã làm xong, chúng ta dùng một thao tác như sau, đó là ấn vào chữ V kép để nó ẩn hiện cái file thiết kế của các bạn lên. Các bạn nhìn thấy tôi đang làm thiết kế một cái bản này đúng không ạ? Rồi. Nhìn này, các bạn nhìn này. Thì trong cái công cụ InDesign này nó có tính năng phím A. Nhìn phím A chưa? Nó giống hệt như Inut là có tính năng điều khiển và dịch chuyển điểm của đối tượng. Điều khiển và dịch chuyển điểm của đối tượng như sau. Thì các bạn nhìn phím A, như bạn có thấy là tôi tích vào đây thì có phải nhìn hình này không ạ? Nhìn này. Chọn phím A, các bạn có nhìn thấy cái điểm màu xanh không ạ?
Ok, bạn tích vào đây nhá, nhìn này. Khi bạn tích vào đây một cái, bạn cầm bạn kéo lên thì thường thường nó lên cả hình đúng không? Thì thường thường cái này nó dùng cái thao tác như sau, là để muốn chọn vào điểm chính xác, chúng ta giữ phím Shift. Giữ Shift tích vào điểm đó thì mới chuẩn xác được. Và sau khi giữ Shift xong thì bạn mới được quyền bạn kéo lên lên nhảy thì bạn mới thấy là chúng ta kéo được. Nhìn thấy tôi kéo được lên nhảy chưa? Giữ Shift nhá. Rồi buông tay ra thì bạn có thấy tôi tạo vắt chéo này không ạ? Để muốn tạo ra một phiên bản thiết kế mà có hình lượn sóng cho nó đẹp hơn thì các bạn có nhìn thấy cái công cụ pen của chúng ta nó có một lệnh đó là Shift C không ạ? Mọi người còn biết Shift C cái này không ạ? Có giống công cụ là Inút không ạ? Thì bạn nhìn này, để muốn bẻ cong chúng ta dùng công cụ Shift C và chúng ta bẻ cong nhảy ạ. Đây cầm điểm này, chúng ta cầm đây, chúng ta bẻ cong đây. Ok. Và chúng ta tích vào đây thì có phải mất cánh để đòn như bình thường chúng ta làm không ạ? Rồi chúng ta lại cũng bẻ cong bên này một tí ạ. Bạn thấy lượn sóng chưa? Rồi chúng ta lại giữ Shift C tích vào đầu cánh chân đòn thì nó trở thành thẳng hàng. Chọn vào phím A, giữ Shift tích vào đây, hạ thấp này xuống dưới. Shift nhá. Ok. Rồi mọi người thấy là lúc này chúng ta chọn được phím A và chúng ta có thể bẻ cong được cái điểm này lên trên một tí, cái này xuống dưới một tí. Ok. Rồi cái này điểm giữ Shift, chúng ta tích cho thêm điểm. Cái này phải luyện tập nha em nhá. Rồi ok, cầm điểm này đẩy lên trên, cái này bẻ cong đây. Em thấy là chuyển độ rất là đơn giản đúng không ạ? Rồi tiếp theo. Vậy thì sau khi làm xong, các bạn có đồng ý tôi bây giờ tôi đặt logo đây không ạ? Thì để muốn đặt được cái logo đấy thì chúng ta chọn là file và ấn vào Ctrl D tiếp theo lần nữa thì có phải là đưa ảnh và đưa logo vào không ạ? Thì cái này có thể đưa từ file Inút, có thể đưa từ file PNG và có thể đưa từ file ảnh đưa vào. Thì trong trường hợp này tôi đã chọn phần phút đã có logo rồi. Đây là logo dạng PNG. Bạn chỉ việc làm một thao tác là khi đưa sang để vẽ cho tôi một cái hình ở phía trên này thôi. Bạn có nhìn những logo tôi chưa? Và sau khi đã vẽ logo xong thì chúng ta nên chọn một cái đối tượng nền của đối tượng ở dưới cho nó dễ dàng hơn. Tôi sẽ đẩy cái này lên trên một tí. Đấy ạ, à, nhìn logo tôi chưa? Có bị tranh chấp không ạ? Thì chúng ta vẽ một cái ô vuông ở dưới cho nó thôi. Đây, vẽ ô vuông dưới đây. Và cái ô vuông này tôi muốn rằng cho nó một cái màu rất là đậm. Tôi chọn màu đỏ đậm cho các bạn dễ nhìn nhá. Đây, ok. Kéo đây một tí, chọn đỏ đậm này. Nhìn đỏ đậm chưa? Và cái hình này tôi cho xuống dưới một layer bằng lệnh là Ctrl hoặc vuông bên tay trái thì xuống dưới một đối tượng đúng không? Rồi cầm điểm này kéo lên đây. Bạn thấy logo của tôi chưa? Nào bây giờ trong trường hôm nay các em để ý này, chúng ta muốn vo góc cái này thì có phải tích vào đây và có cái màu vàng không ạ? Vừa học xong đúng không ạ? Tích vào cái màu vàng, sau đó chọn vào phím A. À, quên mất tích màu vàng thôi, tích vào đây thì có thấy điểm chốt chỗ này không ạ? Cầm này kéo vo góc vào thì có thấy là hai chỗ này vo góc nhưng chỗ này cũng bị vo góc ạ. Tôi muốn góc này không vo, tôi giữ Shift tôi kéo vào đây, tôi giữ Shift tôi kéo vào đây thì có phải là hai chỗ này bình thường không ạ? Thế là chúng ta đã tạo ra cái hình này chưa? Rồi xong, tiếp theo sổ xuống đây, tôi có được cái hình rồi. Vậy thì có phải là chỗ này chúng ta sẽ ghi là menu nhà hàng không ạ? Ok, thì lúc này chúng ta dùng text. Text trong InDesign nó bắt buộc là phải wrap vào một cái vùng và chúng ta phải ghi một chữ như sau, menu. Ok, và sau khi tôi đã có menu xong thì chúng ta sẽ làm cho nó Ctrl Alt Shift C. Còn nhớ Ctrl Alt Shift C không ạ? À, ok. Ctrl Alt Shift C là cho hình bằng cái đối tượng, còn chúng ta chọn vào Alt Can C. Alt Can C là làm cho cái khung thừa nó chính bằng cái đối tượng của chúng ta. Nhìn này, Alt Can C, nhìn thấy bằng cái khung này chưa? Nhìn nhé, Ctrl Z, Alt Can C. Và lúc này cái hình này các bạn kéo nhảy thì nó chỉ to khung thôi, nó không to hình. Nhìn này, tôi cầm này, tôi cầm vào góc mà kéo này. Đúng không? Nó chỉ to khung không to hình đúng không? Vậy chúng ta lại dùng lệnh Ctrl Alt C nhảy được không? Lại không được. Các bạn nhìn này, để muốn phóng to một đối tượng đồng thời vừa đối tượng và vừa khung thì người ta dùng lệnh là Ctrl Shift khi ra góc. Ctrl Shift gì đó mà cầm mày kéo cái nhảy này thì cái hình nó to bằng chưa? Ấn Ctrl Shift chưa? Rồi ok.
cái màu chữ của chúng ta đang là màu gì thì các bạn nên lưu ý như này, để muốn đổ màu chữ cho đối tượng. Các bạn có nhìn thấy chữ T chỗ này không ạ? Khi em tích vào đây thì em chỉ đổ màu cho nền thôi nhá. Còn em tích vào đây này em đổ màu cho chữ nhá. Có hai phần rõ ràng này, như này, để muốn đổ màu cho cái chữ của chúng ta chọn vào text. Nhìn chỗ T này chỗ này chưa? Rồi, tích vào text thì ở đây tự nhiên nó sẽ có biểu tượng text trong hình này. Thì lúc này em mới chọn được công cụ màu của nó. Tôi tích đúc vào. Và lúc này chúng ta sẽ chọn một cái màu. Ok, nhìn màu chưa? Rồi, sau khi làm xong, bây giờ tôi sẽ đánh một cái nhà hàng như sau. T, tôi lại quét qua một cái vùng. Tôi sẽ ghi như sau. Hờ. Có dấu ạ? Rồi, chúng ta sẽ ghi sau khi làm xong thì các bạn có thấy là cái hình của chúng ta đã đặt đây và chúng ta dùng lệnh là Ctrl Alt Shift C. Ctrl Alt C là vừa bằng khung. Sau đó thì bạn sẽ đặt text ở chỗ góc độ này, đúng không? Dùng Ctrl Shift và kéo ra bằng bên này. Mọi người nhìn đây này chưa? Phải ấn vào Ctrl Shift thì mới kéo được đều nhỉ nhá. Và tiếp theo nữa là cái màu của chúng ta thì chúng ta nên chọn vào T, lại chọn một cái màu nhẹ hơn. Ok, tôi chọn màu nhỉ. Nếu cái màu này khá đậm, bạn được quyền chọn lệnh opacity. Cái này có opacity này, hiểu không ạ? Ok, sổ xuống và chọn thôi. Được chưa? Sau đó tôi chọn đối tượng 1, tôi dọn shift đối tượng 2. Chúng ta ấn vào Ctrl G. Có biết Ctrl G không ạ? Đấy, nó khá là giống với group mà. Ctrl G là group. Ctrl gì tách ra. Ctrl Shift G, ok, chính xác. Tách ra, Ctrl G là group. Và em muốn căn chỉnh một đối tượng này với một cái hình này thì chúng ta có nhớ lệnh gì không ạ? Input dùng lệnh gì ạ? Đoạn này đi kiểm tra lệnh. Không. Nhìn này, để muốn căn chỉnh một đối tượng với nhau, chúng ta nhìn nhá, chọn một này, chọn này. Nhìn này, chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2, đúng không? Em nhìn này, để muốn căn chỉnh người ta dùng công cụ Shift F7. Biết Shift F7 không ạ? Có thấy giống Input không? Ok. Vậy thì nhưng ở trong đây này có một cái rất hay là ở đây nó sẽ căn chỉnh. Nhìn này, ở đây là Align to Page là căn chỉnh đối với cái khung bên ngoài. Align to Margin chính là cái khung bên trong, là cái khung mà có cái tờ giấy màu vàng ấy. Thì bây giờ tôi muốn căn chỉnh cái khổ giấy, cái khung bên trong màu vàng, tôi ấn vào đây. Nhìn không? Và lúc mà bạn ấn yên tâm một điều rằng nó sẽ căn vào giữa. Nhìn này, tôi kéo ra ngoài cho bạn xem nhá. Nhìn này, căn vào giữa này, ok, chuẩn xác chưa? Đấy, cái này nó căn ngoài khổ giấy cái này khác mà căn với trong khổ giấy khác, được chưa? Rồi, tiếp theo, bạn đồng ý tôi là đánh một cái địa chỉ điện thoại email đây đúng không ạ? Cái bìa đây là cái mặt bìa của một cái quyển menu nhá. Thì chúng ta chọn vào text và chúng ta drag vào cái vùng. Chúng ta ghi địa chỉ. 2 chấm. Số 1. Hoàng Đạo Thúy Thanh Xuân. Xuân Hà Nội. Ok, điện thoại. Hai chấm. 0903232722. Ok. Web email. Hai chấm. Khánh Lưu Kim. @g.com. Xuống dòng. Và chúng ta có thể chúng ta sẽ ấn một cái biểu tượng là Zalo. Tiếp tục vào đây. Sẽ ghi Zalo. Hai chấm. Chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là 0903232722. Ok. Sau khi đã làm xong thì cái text của chúng ta nó sẽ căn được đều vào giữa hay là không đều vào giữa thì các bạn cũng làm một cái thao tác như sau. Thứ nhất là chúng ta cứ chọn màu, nhìn không ạ? Chọn màu phải chọn text.
tích lũy vào và chúng ta sẽ kéo xuống dạng đó là vừa phải thôi đây ạ. Được chưa? Hình này mờ đi tí. Đồng ý không ạ? Chọn cái này cho nó mờ đi. Ok. Tiếp theo để muốn tách vào căn giữa thì chúng ta sẽ chọn vào, chắc chắn là phải chọn vào type. Chắc chắn phải chọn vào phần đây, các bạn nhìn đây. Chúng ta sẽ có một cái lệnh như sau, đó là paragraph. Paragraph chính là lệnh là control alt. Control alt là chính là căn chỉnh cái giữa là trái phải trên dưới. Thì thực ra là trong tất cả những lệnh đồ họa em làm cho Photoshop hay Illustrator hay là Corel hay là InDesign thì đều phải làm những cái thao tác như sau. Ấn vào đây. Và sau khi ấn vào đây thì các bạn có nhìn lên đây căn giữa không ạ? Ấn vào căn giữa thôi. Và bây giờ cái căn giữa này là căn giữa với cái hình với nhau thôi. Bây giờ tôi muốn căn giữa vào giữa khổ giấy. Thì các bạn có đồng ý với tôi là phải ấn Shift F7 không ạ? Đó, Shift F7. Thì cái này có phải căn vào giữa không em? Đó. Và sau khi làm xong thì chúng ta sẽ có được cái thao tác là xong một cái. Rồi. Mọi người nhìn thấy chưa? Tôi đã xây dựng xong một cái bìa cho một cái menu cho nhà hàng. Bìa menu cho nhà hàng. Thì cái bài hôm nay chính là cái bài mà chúng ta đã chốt được là những cái phần mà tạo ra khổ giấy như nào, đúng không ạ? Và chúng ta phải làm thật sự sâu sắc cái này. Buổi sau tôi sẽ dạy cho bạn cái khác về cái InDesign. Hình như là buổi sau chúng ta sẽ thi về Corel. Ồ thế à, ok, tốt quá. Xong chưa? Hiểu cái này chưa đã? Rồi, xong. Bây giờ chúng ta sẽ xếp bét lại và chúng ta sẽ nghỉ. Hiểu không? Ok, chúng ta sẽ xếp lại.